À, vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì em tiếp tục có một cái bộ equalizer và âm ly của Kenwood gửi cho các bác. Thì bộ này là bộ equalizer và Kenwood của con A5 nhé, con Kenwood A5. Đấy. Nó về đây là một thớt âm ly, một thớt equalizer, một thớt âm ly, một thớt equalizer để mình về mình nghe nhạc rất là hay luôn. Đấy, con này thì giá cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ có 1 triệu 6 thôi. Anh nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Này. Ở thì băng sinh dính ở đây thì đấy, hàng về như các anh có thể thấy là đây. Đấy, nó còn rất là đẹp, các thấy không? Đấy, nó chỉ có một tí bụi bặm nó bám ở phía trên thôi. Hàng bãi mà, nó tránh sao được đúng không ạ? Đây. Đấy, Kenwood A5. Hàng Mazin da bẩn nhé, Mazin da bẩn đây. Công suất của máy là 55W điện 100V. Đấy. Và con này thì nó sẽ là dòng công suất size trung nên là nó sẽ ghép được những cái loa bass nó khoảng tầm 18 16 đổ về thì ghép vào này để cũng là ok nhất. Đấy. Kenwood A5. Và con này nó sẽ có đường kết nối cho điện thoại máy tính là đường AUX ND. Ở đây thì mình sẽ kết nối máy tính và điện thoại vào đây để mình nghe nhạc nhé. Còn bác nào muốn kết nối với TV Smart thì ví dụ TV Smart này có cổng tai phone thì mình có thể cắm cổng tai phone TV Smart để nghe nhạc. Còn nếu muốn cắm cổng quang thì sẽ cần có một con giải mã để giải mã tín hiệu thành đường AV và đưa vào đây nhé. Đấy, nếu mình muốn nghe đường quang. Đấy. Còn nghe đường tai nghe thì đơn giản cắm thẳng tai nghe vào đây là xong. Cắm thẳng cái đường dây từ tai nghe nối vào đây là được. Đấy. Nhé. Đó, Kenwood A5. Cái nhìn hàng đẹp chưa? Hàng rất đẹp luôn nhé. Đấy, và kích thước của cái bộ A5 này nó có kích thước như sau này. Chiều ngang của nó là 27. Chiều sâu tính theo âm ly là 33 cả 32 33 cả volume và chiều cao là đi 20,5 cm. Đó. Đấy thì bộ này thì là hàng về là điện đóm lên bình thường, tiếng công suất ra bình thường nhé. Đây. Đây, quay giờ nó lên này, các anh nhìn thấy không? Bây giờ mình muốn nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra nhé, thì các anh ấn chuyển input sang đường NDAUX đấy là được. Đấy, nó báo ND ở đây là xong này. Đấy thì bây giờ mình chỉ cần kết nối dây điện thoại vào đây là nghe được nhạc nhé. Đây em sẽ kết nối cho các bác nghe thử. Đây nhá, các anh nhìn này. Đấy, khi mình kết nối đây đây nhìn rõ hơn nhỉ? Vừa nãy có gì vết bẩn ở trên cái mặt kính này thì em lau đi nó nhìn nó dễ hơn này. Đây thì bạn nhìn thấy rõ hơn này. Lau đi để tránh nhiều bác này nghĩ ở đây là nó bị sức mặt để nó lại ấy ra. Đấy. Các bạn nhìn này, có cái nút trỏ nhá. Đấy các giải này nó sẽ liên quan đến bát chép này. Đây các cái giải 60 này, 150, 400 này là các cái giải nó liên quan đến chỉnh tiếng bát âm trầm. Thích nghe nhiều thì ta tăng lên này, thích nghe ít thì giảm về này, được chưa? Thường em hay hạ cái đuôi này về một tí này, em nâng ở đây một tí thôi. Đấy, còn đây là giải trung thì hơi dịp một tí để cho tiếng bass nó mềm đi. Đấy. Cái chép này sẽ nâng lên, nghe cho nó sáng hơn. Đấy, các anh nghe thấy chưa? Thì nó sẽ khác này. Sau khi ấy xong ấn deep play để cho nó trở về cái đèn nháy nhá. Rồi bây giờ em tắt đây quay gì này. Đấy, nghe nó khác này đúng không? Bass nó cứng hơn này. Đấy, em bật EQ lên nhá. Đấy, các anh nghe tiếng bass nó mềm hơn hẳn không? Đấy, nó vẫn có độ sơn mà nó mềm hơn. Đấy. Thì đấy là cách căn chỉnh EQ của em. Còn tất nhiên là về mỗi người sẽ có một tai nghe riêng thì các anh có thể là căn chỉnh thêm sao cho nó phù hợp với tai nghe mình hơn nhá. Đấy, ví dụ có thể nâng thêm tí nữa từ bass lên này.
thì anh nắm cải lại lên tay phía nắng nhớ thì là tiếng bass nó sẽ tốt hơn nữa nhé. Cần thích nghe trung âm nó sâu hơn một tí thì ra giảm một tí. Nhịp nhạt khoan anh du hồn theo tiếng tư nhẹ nhàng là mỗi người sẽ có thì mỗi cái cách chỉnh nó sẽ có một cái theo từng lúc và rồi hơn yêu em khi nào em hát say em nũng nịu nói sai là ta. Nhờ có cái equalizer này mà mình căn chỉnh được cái âm thanh nó rất là nhiều đa dạng theo cái tính của mình. Nhưng em ngoài ra nữa đây sẽ có các chế độ chỉnh sẵn này. Thế thì cần có thể là chúng ta cái này cũng được nhá. Không hòa đi cũng được. Em đành trói tiếng sao hòa từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đời. Đây, hai bên đều có tiếng bình thường này. Ai đang xây lập ga vàng cao sang, ai đem cung nhạc. Còn bên này là volume của cái đầu bên keyboard, nó là cái để tăng cường tiếng ông trầm lên nhá. Mà ai còn chuột mây cũng đàn vòng về tim. Thêm một chế độ tăng cường thêm từ 3 lên. Ở đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thấy thế nắn phím cùng đàn. Đấy thì đây là con Equai, bộ Equai và âm ly của Kenwood mã A5. Thì bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891652 nhá. Cái này thì đã có mấy lần, đã có một bác đặt chưa đến 2 lần rồi. Đấy. Nên là lần này nếu mà bác xem được cái video này mà bác vẫn còn đang tha thiết mua con này thì các bác liên hệ lại ngay cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 để chốt hàng nhé. Không những bộ này lúc mà lại chốt trực tiếp thì cũng hơi phí. Em thì em cũng không hứa để cho bất cứ một người nào đâu, bởi vì là nó liên quan đến cái việc là cũng không phải là một người đặt mà mấy người đặt. Em cũng chưa nhận tiền của bất cứ ai cả, nên em không thể để cho bác nào cả vì em chưa nhận tiền. Và nói thật là cũng để tra lại sổ để mà gọi cho các anh thì nó cũng hơi vất vả, nên thôi em cứ báo trên đây nhá, thì bác nào thấy thì là các bác liên hệ nhá. Và bác nào thì chưa đăng ký kênh mà để bị đặt trượt những con như thế này thì là các bác đăng ký kênh ngay đi. Đấy. Thì các bác đăng ký kênh xong rồi thì các bác chọn nút chuông, chọn cả thông báo cho em, thì sau này khi có những cái video nó mới lên thì các anh sẽ nhận được cái thông báo gửi về máy để các không bị bỏ lỡ các sản phẩm mới đưa lên của Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, em xin cảm ơn các anh đã theo dõi cái video này, và một lần nữa xin hẹn gặp lại các anh ở những video sau. Vâng, xin chào các anh.